Công ty Thủy Thủy Anh Nguyễn, công ty Auto Anh Nguyễn xin trân trọng kính chào đến tất cả các bác, anh, chị, các bạn và các em nha. Hôm nay là buổi trưa ngày mùng 1 tháng 12 năm 2018. Anh Nguyễn lại tiếp tục được thực hiện niềm vui của mình, đó là test và ghép một bộ âm thanh chuyên nghiệp, đẳng cấp và hiện đại. Bộ âm thanh này anh Nguyễn sẽ đưa tất cả các miếng ghép hiện đại nhất hiện nay trên thị trường Việt Nam tại thời điểm này. Đó là một chiếc máy Idol View nổi tiếng là viên ngọc bên đông. Vị thứ hai là một chiếc máy lén DBX166N, đó là một hàng loại 1 loại xịn thôi nhá. Anh Nguyễn không có khái niệm dùng hàng loại 2, nên là khẳng định chắc chắn các bác. Và thiết bị thứ ba đó là một chiếc lọc DBX2231, gọi là lọc khủng, anh Nguyễn gọi là lọc sâu. Thiết bị thứ tư là một làng tiên nữ Bioler X10. Và thiết bị thứ năm là một cục đẩy SA1228W. Và báo cáo các bác, cục đẩy này là công suất ra là 4100W, đánh được một đôi bát, đánh được một đôi loa 725 full 4 tấc theo tiêu chuẩn là từ E22 họng 100 vô tư luôn. Đấy, dòng xe 12 này cực khỏe. Đây là cục đẩy bãi Mỹ. Đây là 3X Audio CA 12, cục đẩy bãi Mỹ. Dòng họ xe rất khỏe, cực khỏe luôn. 28 đèn nhưng đánh được một đôi loa 725 full 4 tấc đúng theo tiêu chuẩn. Thế đây bộ hát này. Anh Nguyễn sẽ ghép cho bác Hoàng Xuân Nguyễn, có địa chỉ là xóm 3, thôn Đông Bắc, phường Đại Trạch, quận Bố Trạch, tỉnh Quảng Ngãi. Còn đây một cục đẩy CA12 2811W, một chiếc Idol View, một chiếc vang số, một chiếc lọc, một chiếc máy lén. Thì em đã ghép xong. Sau khi mà em cân chỉnh xong rồi, em lấy bút đánh dấu toàn bộ công hình cho bác nhá. Toàn bộ công hình cho bác, từ cục đẩy này, từ lọc này, từ máy lén này, từ Idol. Và khi bác dùng mic thì bác còn nhớ lưng em cái vô mic to lên thì hát nó sẽ nhẹ thoát. Để đánh dấu tất cả mút hết. Cái đây chính là một cục đẩy. Em áp cái vang này. Em áp vang này với 6 chế độ. Cái vang này có tất cả là 16 chế độ nhạc xuất bác nhá. Đây em cho bác xem này, 16 chế độ này. Ấn G-Con. Sau đó bác ấn nút áp để cho điểm nháy đây. Bác dùng nút control này, bác vặn đây. 16 chế độ mặc định của nhà xuất. Trong đó em đã dùng hết 6 chế độ. Bởi vì là tại sao? Là trên điều khiển của chiếc vang số này, nhà xuất sẽ cho bác từ M1, M2, M3, M4, M5, M6, tức là phím ngoại tắt. Thì em áp đủ cho bác này chế độ 1, M1 đấy. Thì bác chơi dòng loa, một đôi loa 725 theo bác đề nghị là đánh trong nhà, em áp chế độ trong nhà. Và chế độ thứ hai là đánh sự kiện ngoài trời là ít loa. Chế độ 3 là chế độ ngoài trời nhiều loa. Chế độ thứ 4 này đánh một đôi loa check kèn. Chế độ thứ 5 là một đôi loa check kèn cộng với giấy. Chế độ thứ 6 là nghe nhạc. Sau khi bác lựa chọn xong, bác muốn lưu lại cái dữ liệu của chế độ 6 thì bác ấn G-Con ở thứ 2. Thì nó sẽ ra là G-Con 16 Low S. Bác cũng hỏi có bác có muốn chọn chế độ 6 không? Nếu bác đồng ý bác ấn nút đau. Đấy, nhạc có hơn rất nhiều. Lưu lại chương trình, bắt ấn xây vào 1 này, xây vào 2 này, nó ra bảng là xây 2-1, low S, bác chuẩn, đau. Thì khi tắt điện đi, nó sẽ nhớ ở chế độ 6. Và chế độ 6 nào bị cắt tiếng mic nhá, bị cắt tiếng mic, không có mic, mà chỉ có nghe nhạc không thôi. Bác chú em này, chế độ 6 là chế độ không có tiếng mic, mà chỉ nghe nhạc không. Thế giờ bác muốn chọn về chế độ nào cũng được. Chế độ 1 nhá, bằng tay này, bác ấn G-Con cho em này. Ở G-Con thứ nhất thì nó sẽ ra là G-Con 16, được chưa? Sau đó bác ấn nút áp để cho điểm nhấp nháy làm 2 chấm này. Bác dùng phím control này, bác vặn tới vặn lui. Ở giờ bác thích 1, hát trong nhà bác vặn 1. Để đúng cái chuyện G-Con 11, tức là dùng cho một đôi loa 725. Bác ấn G-Con lần thứ 2. Lần 2 nó phải ra dòng chữ là G-Con 1 Low S, nó hỏi có lưu không. Nếu bác hủy bỏ ấn lên trên. Còn nếu bác lấy chế độ 1 bác ấn S. Sau đó chọn xong chế độ rồi bác muốn lưu lại, bác ấn save vào một lần này. Ấn từ nhá, một lần này. Ấn lần nó ra là save 211. Ấn lần thứ 2 nó ra cái bảng này save 2, có muốn lưu không. Nếu đồng ý lưu bác ấn đào.
Thế là coi như tắt điện đi, nó vẫn nhớ chế độ 1. Tắt điện đi, vẫn nhớ chế độ 1 của anh chú ý nhé. Chế độ 1, chế độ 2, chế độ 3, chế độ 4, chế độ 5 là có tiếng mic. Có tiếng mic. Hello. Hello, 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 là có tiếng mic. Chế độ 6 là sẽ bị tắt tiếng mic. Thì có thể bác dùng điều khiển của chiếc bảng số M1, M2, M3, M4, M6 bác có thể làm được. Để bác nhìn vào em này, 1, M2, M3, M4, M5, M6, M2 cũng nhé, M2 này. Đã chuyển được chưa, bác nhìn đã chuyển chưa. M2 này, M3 này, M6 này, to chưa. M1 này. Tức là nhà sản xuất người ta chỉ làm có 4 cái phím tắt, 6 phím thôi, còn ngoài ra bác muốn này. Đây, to nhỏ nhạc này, music to nhỏ ạ. Đây, to nhỏ này, con nhìn nha, to nhỏ music này. Còn to nhỏ mic này, nhạc ít này, nhạc nhiều này đây. Ngoài ra bác có thể dùng phím trên mặt phím này, đây, tiếng mic này, to nhỏ này. To nhỏ mic này, nhạc ít này nhiều, to nhỏ nhạc, phím này phím để cân chỉnh các cái thông số kỹ thuật mình không quan tâm đến. Đó, đấy là cái cách để mình làm. Thế bây giờ bác muốn bắt tắt điện đi thì nó về đúng vị trí ban đầu này. Tắt điện đi này, bật lên này. Thì em để mức khởi động nhạc là 25. Thì tí em lấy bút để đánh dấu toàn bộ các hình để bác hát. Hát cho nó hay. Lô, 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 1, 2, 2, 2. Thì bác Cú Huyến sẽ chọn em từ 1 đến 5. Cái chế độ hay thì bác nhớ bác lưu lại. Lưu lại cho em. À sử muốn lưu lại thì bác chỉ ấn save này. Save này. Một cái này, save lần 2 này, thì bác ấn not. Đâu. Thế là nó sẽ tắt điện, nó sẽ nhớ. Thế là coi em sẽ tách để ra, em đóng 1 này, 2 3. Một thiết bị 2 3 4 một gói. Còn cái này em tách riêng một thùng. Và bác nhớ là đây, em để sẵn hai đầu dây thừa ra này, về cắm này. Cái này để mỹ cho nên nó không hỗ trợ ca lông nhá, mà sâu đi với này. Mỹ thì thường thế, cắm này. Đấy, là xong. Là xong rồi. Chắc lưu trích thì bác đấu vào đây. Đấy. Thì hai lỗ lưu trích này nó giống như hai lỗ hai cầu kẹp trên này. Đúng vào âm dương. Em để sẵn đầu dây về bác cứ thực hiện thôi.